Trong lúc Mỹ đang bận rộn chiến đấu chống các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Afghanistan và Trung Đông, Nga và Trung Quốc đã từng bước vững chắc xây dựng sức mạnh quân sự của mình. Nga đang phô trương sức mạnh quân sự ở nước láng giềng Ukraine, trong khi Lầu Năm Góc xem Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Trò chuyện riêng với VOA, Đại tướng CQ Brown Jr., tham mưu trưởng không quân Mỹ, cảnh báo rằng Mỹ không thể tự mãn về vị thế siêu cường của mình nếu Mỹ vẫn muốn giữ vị thế đó. Các đối thủ chúng ta tiếp tục nâng cao năng lực của họ trong lúc chúng ta vẫn sử dụng các năng lực mà chúng ta đã sử dụng trong suốt 30 năm qua. Mối đe dọa mà chúng ta đã đối mặt không như những đe dọa chúng ta sẽ thấy trong tương lai và đó là lý do tại sao chúng ta phải thay đổi. Trung Quốc có nhiều quân nhân tại ngũ hơn Mỹ và đã dành nhiều thập kỷ để cải tiến vũ khí. Trong vài năm qua, quân đội Trung Quốc đã đóng tàu sân bay mới, sản xuất máy bay chiến đấu mới và kho tên lửa đồ sộ. Nhưng trong khi Trung Quốc đã chi khoảng 250 tỷ đô la cho quân đội trong năm tài khoá 2022, Mỹ đã chi gần gấp 8 lần số tiền đó công bằng khi thừa nhận những đối thủ tiềm năng có tiến bộ, nhưng chỉ riêng việc đó sẽ không dẫn đến hoảng loạn nào ở Mỹ. Chúng ta vẫn tương đối có năng lực, vẫn là quân đội mạnh nhất thế giới. Những lời lẽ về ưu thế quân sự thật sự là di sản của quá khứ. Cựu chiến binh đồng thời là nhà phân tích quân sự Bradley bowman chỉ ra rằng Trung Quốc đã lựa chọn hiện đại hóa một cách có phương pháp và cố tình nhằm đánh bại Mỹ ở Đông Á. Đó là chiến trường khả dĩ nhất nếu chiến sự nổ ra về vấn đề Đài Loan. Và điều đó có thể khiến các cảng và căn cứ của Mỹ trong khu vực dễ bị Trung Quốc tấn công. Trung Quốc đã phát triển các năng lực tốt và trong một số trường hợp tốt hơn chúng ta. Lợi thế quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương đã bị xói mòn hoàn toàn và tôi tiếp tục thấy Trung Quốc chạy nước rút, trong khi có vẻ chúng ta ở Washington đang ngủ đông. Không quân Mỹ sẽ công bố máy bay ném bom tàng hình mới nhất B-21 vào tháng tới. B-21 sẽ thay thế các máy bay ném bom B-1 và B-2 của Mỹ, vốn đã hoạt động từ những năm 1980. Đó là lý do tại sao tôi sẽ hiện đại hóa, bởi vì chúng tôi có một số máy bay từ quan điểm bảo trì, khó bảo trì hơn với phụ tùng ngày càng ít đi, và đó là khía cạnh của việc có thể hiện đại hóa để chúng ta tăng cường đội bay và đảm bảo chúng ta có lực lượng sẵn sàng thậm chí sẵn sàng cho điều mà các lãnh đạo Mỹ hy vọng sẽ không bao giờ diễn ra. Các quan chức Mỹ nói Trung Quốc muốn có khả năng xâm lược và chiếm giữ Đài Loan vào năm 2027, và Trung Quốc nói họ đặt mục tiêu trở thành một quân đội đẳng cấp thế giới có khả năng chiến đấu và chiến thắng trong các cuộc chiến tranh vào năm 2049.